Con ở đây chờ mẹ nhé. Ừ, ở đây chơi thôi nhá. Mẹ nhé. Ba nhé. Bà ơi,
biết bánh bao ở nhà có chịu uống sữa không nữa. Nhanh lên thôi nhỉ, mong sao mọi người mua nốt đi để mẹ con mình về với bánh bao nhỉ. Nhớ bánh bao lắm rồi. Trời ơi, quần đùi. Vâng. Bánh bao khóc không chị? Không. Bánh bao nói chuyện á, này con đứng đây này, đây xem em bánh bao nhá. Bánh bao ơi. Bánh bao đói chưa? Bánh bao tè ra rồi nhỉ. Bánh bao tè ra rồi. Cái bát đỉnh bé bé chip vào trong à, hãy... I will get. Oh,
ăn ra bánh bao ngủ nhá. À ngoan thế. Bao ngủ nhá. Ừ, đang ngủ được kìa. Ngoan thế. Bao ngủ lâu chị? Tối rồi. Ngoan đấy nè. Em đang sơn à? Dạ vâng, em đang sơn ghế này. Hôm nay anh cắt tóc nhìn đẹp trai thế. Em cứ khen anh thế, anh muốn thế mà. À em, mà em thấy anh cắt cái tóc đi nhìn nó gọn gàng đẹp trai hơn rồi. Lúc chưa cắt tóc vậy. À mà em này hôm nay anh lên anh làm cái photo này để mà tìm cho gia đình cho ông báo ấy. Đây thì mai anh em mình chia nhau ra để mà vâng. Đi dán hoặc là đi phát cho ấy mà. Dạ vâng ạ. Mừng anh ạ. Bây giờ anh xong anh giúp em sơn nốt chỗ này xong là anh theo em đi dán luôn đi để sớm ngày nào thì tốt ngày đấy để tìm người thân cho bánh bao ạ. Thế cũng được em ạ. Dạ thế vâng. Để em cắt cho là anh em mình cùng nhau làm rồi xong thì. Dạ vâng ạ. Đi dán cho. Vâng. Sớm không muộn. Mà hôm nay ở nhà bánh bao với chip có nhiều không em? Nhà cũng không đâu anh ạ. Vâng, các cháu cũng ngoan. Mà hôm nay con mình có đi nhà lấy cái hàng gì đi ra ngoài cho bán không? Em có anh, em đi hái rau bí. Công việc của anh vẫn tốt chứ ạ? Anh như thế. Giờ là anh lên thì có việc thì anh mới phải đi thôi, còn bình thường thì chỉ có ở cơ quan là nhiều. Để khi nào dân thì báo lên rồi chứ có việc thì mình mới phải đi ra. Một lần em thấy anh thấy đi chơi thể thao mà mấy hôm nay anh nghỉ anh không đi chơi thể thao về luôn vậy. Dạo này có thêm thành viên mới bánh bao nữa nên là cũng sợ em vất vả nên là nghỉ vài hôm, khi nào tìm được gia đình bánh bao thì đi chơi với anh em. Không. Nói chung bánh bao cũng ngoan thôi anh ạ, cháu cũng không khóc đâu. Như là bánh bao ngoan thật, vâng. Ít khóc. Đây đây. Đã uống nữa, uống nữa. Chị uống nữa. À, ạ nước. Chíp nước. Ừ. Rồi, phải quá anh nhỉ. Em ơi, kệ chắc mình làm sao đây bây giờ. Hai anh em mình ra ngoài kia dán giấy vé phát tờ rơi cho đi tìm bố mẹ bánh báo trước. Dạ vâng. Thì anh em mình cùng nhau làm xong. Không tí buồn tối mất. Vâng. Đi trước xong rồi lên trên để mua cái kiềng. Quá đi. Ờ bán đi. Bà ơi.
Chị ở nhà chung cháu nhé. Trong mấy con nhé. Được chưa? Anh em nhé, em ơi, cho anh hỏi tí vì cái này cũng hay nhiều người qua cắt tóc ấy, là em nhìn bé này có quen không hay là em không biết con ai đâu anh ạ. Con ai mà mất tích như này anh? À, cái này phải mất tích em ạ, cái là không biết là ai bỏ rơi cháu ở ngoài đường thì anh qua anh nhận được thì anh muốn chỉ làm người thân cho cháu. Con em muốn hỏi là xem là em có biết cháu không? Thế anh muốn nhờ em là cho anh dán tờ giấy ở ngoài làng của em đi nhé. Nếu mà ai qua đi nếu mà biết cháu thì có gì anh em phải báo cho anh biết, vì anh cũng làm ngay trên này cho qua đi là em bảo anh phải dán ở đây này. Dán ở đây cho người ta vào, người ta vẫn nhìn thấy. Anh đưa em thì con mở ra cho chị. Cảm ơn em nhé. Anh dám như vậy nhé. Có gì là ai mà tìm quen cháu là em lên báo cho anh. Vâng ạ, em biết rồi. À, có thấy bài bài gì có gì em không bài bài. À, chị nhé. Ừ. Chị ơi, cho em hỏi giờ tí ạ. Chị cho em hỏi giờ tí là chị mua cái bánh này chị có không quen cháu hỏi gì hay là biết người nhà của cháu? Chị không quen đâu. Không biết con nhà ai. Thế chị cho em dán nhờ tờ giấy này ở chỗ chị đúng không ạ? Thế mà có người thân hay người ai quen biết nếu mà biết cháu thì chị có gì chị gọi vào số điện thoại cho em đấy. Em gì biết không? Cháu cho chú dán nhờ cái tờ giấy đấy nhé. Vâng. Nếu mà có ai biết cháu nhỏ thì chú cháu bảo bố mẹ gọi vào số này cho chú nhé. Vâng. Chú dán nhờ. Chú bảo ơi nhé. Lúc nãy anh về em đi từ trên xuống hỏi ai cũng không biết. Dạ, chắc không phải dân ở đây. Dạ vâng, em cũng mong sao là nhanh chóng mọi người đưa thông tin dán giấy như thế này, được mọi người đưa thông tin được nhanh chóng thì tìm người nhà cho bánh bao. Đây ở nhà văn hóa người ta đi họp hành thì chắc người ta biết thì thông tin ấy.
có không chị? Không có đâu. À, ngoan thế nhỉ. Cho bánh ba nào. Bánh ba như vậy ạ. Hôm nay đi tìm người thân cho bánh bao rồi nha. Bánh bao nó tìm được người thân rồi nha. À đây đây mà. À. Bánh ba ơi. Ôi ôi. Ngoan thế nhỉ. Tôi tạm hôm nay đây anh nhỉ, mai đi mua cái kiềng mới được. Mai nếu mà anh đi làm thì qua quán anh mua về. Được rồi anh ạ. Cái này có cần là thấp không tí đâu. Thôi ạ, mai em mua kia. Chuyển ra kia đi nhỉ, chỗ này em thấy không hợp lý. Thế mình chuyển ra kia. Anh chờ em ra nào, dịch vào mặt tí. Sao ngoan kìa. Em đánh bao ngoan kìa đấy. Này, xem em bao này, chip chưa hả? Đấy, xem em bao này. Anh trông cháu nhá, em nấu cơm tối. Vâng, anh cứ nấu đi. À, chip ngoan nhá, để mẹ nấu cơm nhá. Ừ, để mẹ nấu cơm nào. À, đây 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 xem này. Nào, chip ngoan nhá, để mẹ nấu cơm xong mẹ còn tắm rửa cho chip với em bao nhá. Đúng rồi, giỏi quá, chip ngoan quá nhỉ. Ôi.